Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em nha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những video về cà pháo tiếp theo nha anh chị. Thì trong video này thì em sẽ chia sẻ cho anh chị là bốn cái loại bệnh mà thường gặp nhất ở trên cây cà pháo. Và đây là một cái mô hình là em trồng xen canh giữa cây cà pháo và cây chanh nha anh chị ha. Thì đối với cây cà pháo này á, thì bệnh thì nó cũng giống như những cái loại cây khác thôi, nhưng mà cái điểm mà chú ý nhất anh chị là nó hay bị cái sâu đục thân nè, là cái điểm thứ nhất nha anh chị ha. Và cái thứ hai nữa là nó hay bị vàng lá. Và cái thứ ba nữa anh chị là cái trái của nó đôi khi là nó sẽ bị nám ở dưới đít nha anh chị ha. Và cái thứ tư nữa là nó sẽ bị chết nhát đó. Thì đây là bốn cái yếu tố quan trọng cũng như là những cái điểm lưu ý khi mà mình trồng cà pháo mà mình cần phải biết nha anh chị. Thì đối với cái cây cà pháo này á, mà khi mà nó bị mà vàng lá anh chị, thì ở đây anh chị có thể là mua cái gói là Nativo cộng với cái thằng Andracon để anh chị xịt cho nó nha, rất là hiệu quả luôn. Hoặc là thằng Nativo cộng với là thằng là Cariotop nha anh chị. Về nhãn thuốc thì em có ra một cái video trước, anh chị có thể là vào cái phần là danh sách phát của em ha, là cách trồng cà pháo Quỳnh Thủy Tinh. Anh chị cứ xịt như vậy thôi là sẽ ra được cái phần là danh sách phát. Anh chị bấm vô anh chị xem cái phần là cái tên thuốc nha. Nhớ là phải có thằng Nativo nha anh chị, Nativo cộng với thằng Andracon, hoặc là thằng Nativo cộng với thằng Cariotop nha, hoặc là những loại thuốc khác nữa em có nêu ở cái video trước. Thì là đó là cái cách khắc phục mà nó bị vàng lá nha anh chị ha. Và chia sẻ cho anh chị về cái điểm lưu ý thứ hai nè, mà khi mà nó bị nám trái nha anh chị ha, có nghĩa là khi mà cái trái cà pháo của mình á, mà nó ra trái anh chị, ở dưới cái đít của nó sẽ bị chấm đen á. Thì cái nguyên nhân của nó là nó sẽ bị, một á là bị bỏ trĩ nha anh chị ha, hai nữa là nó thiếu canxi bo. Thì khi mà mình bón phân á, thì cái liều lượng của mình là nên bón là 73, có nghĩa là 7 phần 20-15 và 3 phần canxi bo. Anh chị trộn lại với nhau, anh chị bón gốc cho nó. Thông thường á, bón phân cho cà pháo mà làm sao mà cho nó đúng cách á, thì thường á, là một tháng mình sẽ bón cho nó một lần thôi, chứ mình không có bón nhiều. Bón nhiều cây nó tốt quá là nó sẽ không có trái nha anh chị ha. Đó, nhưng mà lưu ý là khi bón phân là phải có canxi bo vô, để cho cái trái cà pháo của mình á là nó được bóng trái nha anh chị. Đó, thì đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba em chia sẻ cho anh chị nè, là cây cà pháo của mình á, là nó hay bị chết nhát. Thì đối với cây cà pháo của mình nó bị chết nhát là héo xanh anh chị, thì mình ở đây là mình phải hiểu được cái nguyên nhân của nó là gì. Cái nguyên nhân của nó là nó bị nấm bệnh nha anh chị ha, thậm chí là cà tím cũng vậy luôn. Khi mà nó bị nấm bệnh là nó hay bị chết nhát lắm, mà hầu như là nấm bệnh là khắc tinh của hàng cà pháo này. Thì do đó thì mình phải phòng bệnh cho nó kỹ. Thì những cái loại thuốc nào để phòng bệnh thì ở đây á, thì anh chị là nên sử dụng là cái thằng là Matasi nha anh chị ha, của là công ty là Matasibit á. Anh chị xịt cho nó, ví dụ như anh xịt cho nó, anh chị xịt cho nó khoảng 2 cử đi, ví dụ như là 15 ngày anh chị xịt cho nó một lần đó. Xịt cho nó một lần, cái lần sau anh chị đổi thuốc giúp em, anh chị mua qua là thằng Ridomin nha anh chị ha, anh chị xịt, hoặc là thằng Alies, anh chị cứ xịt vòng vòng nó như vậy thì cây cà pháo của mình nó rất là ok nha anh chị ha. Và gần đây thì nó có ra một cái hoạt chất nano gì đó, em cũng chưa có bán ra thị trường nữa, nhưng mà có một người bạn của em thì đã sử dụng rồi, em thấy nó sử dụng khá là hiệu quả luôn. Thì mà khi nào mà em test rồi thì em sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì đó là cái điểm thứ ba. Và cái điểm thứ tư em muốn chia sẻ cho anh chị đó là sâu đục thân. Đối với hàng cây cà pháo này, sâu đục thân rất là dữ nha anh chị ha. Nó mà ở đây thì anh chị nên phòng thuốc cho nó, mà nó đặc biệt là nó hay kháng thuốc lắm, mình phải sử dụng phải ba loại thuốc nha anh chị. Một là hàng Vitaco nè, hai nữa là hàng Rè Ba Thông nè, ba nữa là hàng Radiant nha anh chị ha, hoặc là những cái loại thuốc mà xịt về sâu đục thân á, anh chị cứ xịt nó đi. Nó ở đây là nó sâu đục thân mà cả là nó sâu đục trái luôn nữa nha anh chị ha. Do đó thì mình thí dụ như cái bữa đầu thì mình xịt cái thằng Rè Ba Thông, bữa sau thì mình xịt thằng Vitaco, bữa ba nữa thì mình sẽ thành ra đi ăn, cứ xài dòng như vậy là mình sẽ không có bị kháng thuốc nha anh chị. Thì đó là bốn cái điểm lưu ý khi mà mình trồng cà pháo. Cà pháo này thì bảo đảm anh chị, nếu mà như là trồng á là nó rất là năng suất luôn. Ở cái vụ đầu tiên á, thành ra là nó ít bệnh lắm. Em chia sẻ nãy giờ là em chia sẻ cho cái vụ mùa vụ thứ hai á, là nó hay bệnh nha anh chị ha. Thì do đó thì mà em cũng có bán hạt giống nữa, anh chị nào cần hạt giống thì cứ liên hệ em. Em chia sẻ cho anh chị có thể là trồng xen canh ha. Như ở đây là một cái mô hình em đang trồng xen canh nè. Và cà pháo bên em là cà pháo trắng giòn nha anh chị. Cà pháo trắng giòn, cái loại này nó chuẩn nhất cái thị trường luôn á. Đó. Anh chị xem mô hình của em nè. Cỏ rất là nhiều nhưng mà cà pháo nó rất là xanh nha anh chị.
cái này là thuộc loại là bông tím trái trắng nha. Đó, anh chị có thể xem được chứ không phải là bông trắng trái trắng đâu. Rồi thì hôm nay em quay một cái video em chia sẻ cho anh chị về bốn cái loại bệnh mà thường gặp ở trên cây cà pháo. Anh chị nào thấy hay anh chị bấm cho em một nút like ha, cũng như là chia sẻ cho một cái lượt chia sẻ lên Facebook hoặc Zalo gì đó, nói chung là cho những anh chị mà đang trồng cà pháo á thì cũng có thể là tham khảo được. Rồi em cũng xin được mến chào nha.